màn hình hiển thị mình cài đặt bóng. Đây là thông số mô đen của máy cũng như công suất và điện áp. Đây là những việc làm việc của máy. Công nhân chỉ được xếp chồng phôi này và là phôi sẽ tự động đưa vào. Các bạn hãy ủng hộ công ty Cubico. Một công nhân thao tác của lúc hai máy vừa mùng âm vừa dương luôn, vừa mùng âm vừa mùng dương luôn. Nhà xếp cổng thôi đây chờ máy rồi qua bên mùng dương. Làm việc ra mới có một tiếng buổi sáng thôi mà làm việc những bao nhiêu đơn hàng luôn. Để các bạn thấy hiệu quả làm việc không? Quá đỉnh, quá đỉnh.